về series các bài giảng đã có trong chương trình đào tạo online của đầu tiên vào bài 1, giới thiệu tổng quan và phân loại POC hướng dẫn sử dụng tiêu vô tồi. Về giới thiệu tổng quan về POC thì POC S7-1200 là dòng nâng cấp của 200 và đã được sử dụng rộng rãi thay thế dòng 200 rất là nhiều. Về POC của Siemens, hiện nay trong công nghiệp thì S7-1200 dùng rất nhiều cho nhà máy và trong các hệ thống vừa và nhỏ. S7-1200 chỉ là một dòng nâng cấp của 200, nhưng về mặt truyền thông nó rất là mạnh vì nó có hỗ trợ Profinet. Về phân loại POC thì mình sẽ nói rõ trong phần hướng dẫn sử dụng tiêu bao tổ với từng loại POC S7-1200. Sau đây mình xin giới thiệu các bạn về phần mềm tiêu bao tổ. Tiêu bao tổ thì mình sử dụng phần mềm tiêu bao tổ V14FB1 của Siemens. Mình dùng phần mềm cũng được một thời gian khá là dài, từ ngày nó mới sản xuất, từ ngày nó mới ra, và mình sáng nay cũng được gần 1 năm rồi. Tiếp theo, đến với series bài giảng thì mình sẽ giới thiệu về phần mềm tiêu bao tổ. Bên này, bên tay trái chúng ta là phần mở project, tạo project mới hoặc là nâng cấp project từ step lên tier đối với các dòng 300 và 400. Về giới thiệu phần mềm thì mình sẽ giới thiệu các bạn cách tạo project. Tạo project thì chúng ta có thể chọn đường dẫn cho project. Ví dụ ở đây mình chọn bài giảng project bài 1 hướng dẫn sử dụng PeerPortal. Ở đây mình nhắc lại, mình sử dụng tia V14FP1. Phần mềm này cũng khá là nặng, cấu hình tối thiểu cho nó, đối với mình, theo mình nhận xét là i5 RAM 4GB. Còn nếu các bạn cấu hình yếu hơn có thể cài, nhưng mà các cái quá trình tạo project hoặc là lưu lạp chương trình compile rất là lâu. Đây, bên góc trái của mình sẽ có thấy mở project, tạo project hoặc chuyển đổi như vừa nãy. Bắt đầu từ start, bạn tạo project mới, bạn có thể cấu hình thiết bị ở đây, biết chương trình cho nó nếu bạn đã cấu hình rồi, hoặc là các công nghệ technology hoặc điều khiển vị trí, hoặc kết nối với HMI screen màn hình, hoặc vào thẳng project nếu mình đã cấu hình các bước kia rồi. Mình sẽ vào project view, open project view, mở project ra. Các bạn cũng có thể add POC ở đây, add bất kỳ một con controller HMI PC system, hoặc có thêm start array như mình chưa cài vào. Nhưng ở đây, hoặc các bạn có thể cấu hình qua config device, add new. Đây cũng là một loại dạng cấu hình như bên kia. Đây, vào trong đây. S7-1200 đối với Siemens này sẽ có rất nhiều loại. 1211C, dòng C và dòng FC. Trong dòng C sẽ có 1211C, 1212C, 1214C, 1215C, 1217C. Dòng FC thì mình ít sử dụng. Còn dòng C, hầu như các con này mình đã được xài rồi. Về các đời 1211, 1212, 1214 thì 1211 là khiêm tốn, ít đầu vào nhất, và nó chỉ có 3 kết nối được 3 module truyền thông chứ không có module mở rộng. Có nghĩa là khi các bạn xài 1211 nó chỉ có 6 đầu vào, 4 đầu ra, sẽ không được mở rộng thêm các đầu vào, đầu ra cho nó nữa. Đối với các bạn sinh viên thì loại này vừa rẻ, mà các bạn mua các dòng 4 chấm, bắt đầu 4 chấm thì chức năng cũng tương tự như các loại khác, nhưng nó chỉ mục đích phục vụ mục đích học tập là chủ yếu, hoặc các project rất là nhỏ nên vì giá cả nó cũng rất là rẻ. Đối với dòng Siemens thì các module mở rộng của nó rất là nhiều tiền, vì vậy mình không khuyến khích các bạn sinh viên nên mua các con nhiều tiền làm gì. Với mục đích học tập thì chỉ cần những con rất là nhỏ thế thôi. Tiếp theo, nó sẽ có 3 loại như các bạn thấy: AC, DC, Zalea, DC, 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 Zalea. Thì khác nhau ở gì? Đầu tiên về AC, AC thì nguồn cấp vào của nó sẽ là nguồn 220, còn DC nguồn cấp sẽ là 24V. Tiếp theo, mạch
đầu vào của nó input tất cả các loại POC của Siemens, input của nó đều là 24V. Còn các dòng cao cấp của các dòng cao hơn mình chưa được biết thì mình không dám khẳng định, nhưng đối với các dòng mình đã xài thì input của nó sẽ là 24V. Còn ngõ ra dơ le khác ngõ ra DC ở điểm gì? Ngõ ra dơ le là ngõ ra dơ le dòng tối đa là 2A, còn ngõ ra DC là ngõ ra transistor dòng 0,01A. Đúng ra là 0,1A, 100mA, đúng rồi, 0,01. Trong công nghiệp thì người ta sử dụng Zone rất là nhiều. Vì sao? Vì khi các bạn đối với Zone sẽ cách ly nguồn. Các bạn, con Zone trong POC nó sẽ gần như là một cách ly nguồn một lần cho với các thiết bị mình điều khiển ra ngoài. Tiếp theo, đến các version thì không không cứ gì 1211 nó đời thấp hơn so với 1214. 1214 version 4 chấm nó cũng sản xuất năm 2017 và 2018 bây giờ thì 1211 nó cũng tương tự như vậy, cũng là đời mới, nhưng tùy từng mục đích sử dụng, các bạn cần dùng nhiều đầu ra nhiều đầu vào thì giá dòng mới, nhiều loại xung nhiều loại re thì giá dòng mới. Còn nếu không, đối với mục đích học tập hoặc project nhỏ thì các bạn chỉ cần nên mua những con 1211 này thôi. Sau đây mình xin giới thiệu về cách add một con POC. Bài này là giới thiệu, mình sẽ add một con POC bất kỳ vào đây. Mình add 1212 DC DC DC. Vì dòng này, con này, con trước đây mình đã sử dụng đầu tiên khi mình học. Đối với các bạn máy tính cấu hình yếu thì quá trình này xảy ra rất là lâu. Máy tính mình cũng bình thường nhưng mà cũng đã khá là lâu rồi. Mình sẽ giới thiệu qua các phần thanh công cụ trên project thì các bạn có thể mở hoặc là đóng project, lưu hoặc lưu tên khác hoặc là xóa nó đi. Achip và rechip là gì? Cái khi các bạn tạo một project, cái này chỉ dành riêng cho Siemens. Khi các bạn tạo project và viết chương trình một loạt ra ABC XYZ ra, mình không biết, khi các bạn lưu vào đây nó sẽ rất là nhẹ, nó chỉ khoảng 1-2 MB hoặc 2-3 MB gì đấy. Các bạn viết nhiều WinDC ra thì nó có thể lên đến vài MB chứ không thể mấy chục MB hoặc 100 MB như các bạn viết WinDC ra được. Còn chương trình POC rất là nhẹ, bộ nhớ của con POC dòng 1200 thường 1214 sẽ là 75 KB. Tùy mục đích sử dụng của các bạn, nếu hơn các bạn có thể cắm thêm thẻ nhớ. Và các con này chỉ được hỗ trợ một cổng Profinet. Tiếp theo đến Edit. Edit các bạn có thể quay lại cấu hình lại con CPU Ctrl Z hoặc Combine. Về Edit mình thường sử dụng hai chức năng đấy. View thì các bạn có thể tự do lựa chọn các loại hiển thị ở đây. Thường thì mình để mặc định. Những cái thanh công cụ này các bạn nào có thể thông thuộc thông thạo rồi thì có thể ẩn nó đi nếu thấy nó vướng mắt, hoặc các máy tính độ phân giải nó bé thì nên ẩn và ẩn đi. Insert online thì các bạn có thể mở chương trình Simulate mô phỏng ở đây hoặc download chương trình xuống thiết bị Start và Stop CPU, cũng giống như bên này, download, upload, simulate, runtime. Cái này đối với các bạn sử cài WinGG runtime thì mới có nhé. Go online, go offline hoặc là start hoặc stop CPU. Đây là phần kết nối giữa mình, giữa máy tính với con POC thật. Option ở đây các bạn có thể sử dụng các thư viện. Thư viện thì mình cũng có thể sử dụng bên này, gần giống như nhau. Nó là một help, các bạn chú ý phần help cho mình. Help thì các bạn có thể tra được các phần mềm mình đã cài. Đây, mình cài TierPortal version V4SP1, Step 7 Professional version V4SP1, NGC Professional hoặc các phần thiết bị trong đây. Các bạn có thể biết các bạn đã cài những phần mềm gì trong đây. Như mình đã cài đây, mình cài một bộ cài của TierV4SP1. Tiếp theo,
Đây là phần tạo project mới, mở project, lưu chương trình. Mình như mình đã lưu con POC vào đây, in nó ra. Các bạn khi các bạn viết ra main hoặc ra DB, SCFB, các bạn có thể in chương trình của mình ra, in dưới dạng PDF. Windows Explorer Pro các thứ. Hoặc tiếp theo là compile, các bạn viết xong sẽ phải dịch chương trình để mà con POC sẽ phát hiện ra các lỗi hoặc biên dịch chương trình để POC hiểu và load xuống. Thường thì các bạn cứ bấm download xuống luôn, download xuống luôn, trong đó nó cũng có quá trình compile. Nhưng khi các bạn sử dụng rất nhiều FC, FB hoặc DB thì cái quá trình dịch nó bắt buộc các bạn phải dịch xong nó mới cho các bạn download xuống. Về phía bên tay trái của mình, về phần add new device thì nó cũng giống như vừa nãy, mình có thể add nhiều thêm rất nhiều con POC. Hoặc device network là gì? Cái thiết bị mà mạng kết nối. Thường một project lớn ở đây có rất nhiều thứ, HMI, POC S7200, 300, 400 hoặc 1500 hoặc các loại WinGC, PC System đều kết được kết nối ở đây qua cái cổng kết nối network hoặc HMI Connect. Mình ví dụ đây mình có thể add thêm một con POC nữa. Mình add 1214 DCDC đi. Đây. Chúng ta có thể kết nối cho nó, hai con này kết nối với nhau qua cổng Profinet. Đây. Các bạn bấm sẽ thấy địa chỉ của nó. Về địa chỉ IP thì mình cũng có thể tự do set địa chỉ IP cho nó nhưng trong giới hạn cho phép. Các bạn vào property, thường thì nó sẽ không hiện lên mà các bạn phải kích vào đây, kéo nó lên. Đấy. Đây là một loạt các ứng dụng của con POC thì mình sẽ giải thích cho các bạn dần dần qua các bài học sắp tới. Cái mình quan trọng ở đây là địa chỉ IP cho nó. Đây, nhưng mặc định đây. Mình có thể thay đổi tự do địa chỉ này nhưng theo tiêu chuẩn của Siemens về các dòng 1002. Ở đây, ví dụ mình sẽ đặt địa chỉ cho nó là 100. Lưu lại. Các bạn muốn load cho nó thì muốn load địa chỉ lại cho nó thì các bạn set lại IP thì các bạn vào main mà kích chuột phải vào đây, download hardware config. Nhưng hiện tại ở đây thì mình không có POC thật nên sẽ không tìm thấy gì hết. Và nó sẽ báo lỗi không tìm thấy thiết bị. Quá trình quét đã không không tìm thấy thiết bị nào. Mình muốn test thử thì mình sẽ bật Simonet và load địa chỉ IP cho nó. Đây là Start Simonet, các bạn bật Simonet có thể bật vào đây hoặc vào Option, vào Online Start Simonet, Start Control Shift X. Nhưng về muốn các bạn muốn xài được Simonet thì các bạn phải cài được PNC Sim và Intel Software. Các bạn sẽ thấy S7 PNC Sim. Tắt đi. Vào kích Start Simonet. Một điều thêm nữa là các bạn có thể vào check các mạng của mình. Vào Property. Ở đây mình sử dụng các mạng PNIE, Tasert, tìm kiếm thiết bị, bắt đầu tìm kiếm vào IP của các bạn, property. Ở đây mình để IP động. Nếu các bạn để IP tĩnh thì nó phải trùng lớp với POC thì các bạn mới kết nối được. Còn nếu không sẽ không kết nối được thiết bị. Tiếp theo, đây tìm thấy một thông tin thiết bị thì mình loát chương trình xuống thì con POC này sẽ hiển thị địa chỉ IP của mình vừa set. Thay vì 192.168.0.1 nữa thì nó sẽ là 192.168.0.100. Đây. Start all, nó bật module. Run nó lên. Xong. Đấy là về PNC Sim mô phỏng. PNC Sim là một phần mềm mô phỏng của Siemens.
Tiếp theo, khi các bạn cài, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách set PGPC. PGPC là cái gì? Khi các bạn cài phần mềm tia xong thì cái phần mềm PGPC này sẽ set trong quá trình mình cài tia. PGPC mục với mục đích gì? PGPC thì nó sẽ có S7 Online, CPL2, FWL Load Step 7 hoặc là MPI WinCC. Thì ở đây mình quan tâm, mình đối với những người mới học thì mình nên quan tâm vào S7 Online. S7 Online chính là cái này, phần mềm tia mà mình xài. Ở đây nếu mình xài POC thật thì mình sẽ set cho nó cáp là Intel R Internet Connect 1217 NMT. Thì tại sao lại có cái này? Các bạn phải check đúng với cả các mạng của mình. Ví dụ của mình là Intel Connect R1217LM. Ok. Đó. Đó là phần giới thiệu, bài giới thiệu tổng quan về phần mềm. Và các loại POC, cách kết nối. Sau đây mình sẽ kết thúc bài 1 giới thiệu về phần mềm tổng quan của mình. Mong các bạn đợi chờ các bài tập, các bài tiếp theo.